Hi, xin chào các bạn. Xin chào các bạn lại quay lại với cái video của Lộc và các bạn có nhớ Lộc không? Hôm nay Lộc muốn chia sẻ với các bạn một cái báu vật mà Lộc rất vui khi nhận được nó. Nhìn thấy không? Bây giờ mình vừa gọi. Các bạn nhìn thấy chưa? Kinh thánh khảo cứu sự sống đầy trọn. Kinh thánh khảo cứu sự sống đầy trọn. Với cái tên của nó là khảo cứu, thì các bạn sẽ hiểu được là trong nó đã có những cuốn sách khảo cứu tích hợp vào đó. Sự sống đầy trọn, sự sống tức là khảo cứu chủ yếu là về sự sống tức là cuốn Kinh Thánh với thông điệp mà Đức Chúa Trời dành cho con người, đó chính là sự sống và sự cứu rỗi mà Đức Chúa Trời muốn dành cho con người, đúng không? Đấy là chủ đề lớn nhất của Kinh Thánh, và chắc chắn rồi, cuốn khảo cứu mà được tích hợp với cuốn Kinh Thánh này đó là khảo cứu về sự sống và một cách đầy trọn luôn. Thì Lộc đánh giá nó rất cao đối với một người hoạt động trong lĩnh vực tôn giáo, đặc biệt là những tu sĩ như Lộc. Và thì Lộc cảm thấy là cuốn Kinh Thánh này perfect, và Lộc muốn chia sẻ các bạn nó perfect như nào nhé, hoàn hảo như nào, nó tuyệt vời nào nhé. Thì các bạn biết rằng cuốn Kinh Thánh này bây giờ ấy đang có giá trị là 800.000 đồng, 800.000 đồng. Và Lộc tin rằng có rất nhiều mục sư, có rất nhiều người học với Chúa lâu năm, có rất nhiều tu sĩ hoạt động trong lĩnh vực tôn giáo chưa từng nhìn thấy cuốn Kinh Thánh này. Một cuốn Kinh Thánh mà tích hợp cả thần học, cả sự nghiên cứu vào nó rồi, mình tin chắc rằng rất nhiều người chưa nhìn thấy nó. Bởi vì các bạn biết không, cuốn Kinh Thánh này mới xuất hiện ở tại Việt Nam 2 tháng này, tức là nó mới được in và xuất bản vào tháng 7 năm 2019, đó là những bản đầu tiên. Và số lượng cũng không nhiều đâu, nhưng mà mình có nó bởi vì một người thầy đã tặng cho mình. Người thầy này nói rằng cuốn Kinh Thánh này, sự khảo cứu này đã có và được tích hợp vào nó cách đây hơn 30 năm rồi, nhưng mà nó là bản tiếng Anh và mất 23 năm, gần 23 năm để dịch nó sang tiếng Việt, và lần đầu tiên được in tại Việt Nam đó là tháng 7 năm 2019 để xin và in. Bạn biết không, Lộc đã có được nó rất sớm, rất tuyệt vời. Bạn biết sao Lộc lại có được nó không? Bởi vì Lộc mới tốt nghiệp các bạn ạ, mới tốt nghiệp khóa thần học đầu tiên của những người tu sĩ trong đạo Tin Lành, bạn thấy không? Đấy, trung cấp thần học này, bạn thấy không? Đấy, khoe bằng tí. Đó là mình đã tốt nghiệp khóa sơ cấp mà khóa trung cấp thần học, đó là những bước đầu tiên của những người tu sĩ. Thì bạn sẽ thấy là sự phi thường của cuốn sách này nhé. Bây giờ là muốn chia sẻ với các bạn sự phi thường của cuốn sách này. Thì phần Kinh Thánh thì cuốn này sẽ lấy nội dung của Kinh Thánh Hiệu Đính. Bạn nhớ Hiệu Đính chính là kỷ niệm. Kinh Thánh Hiệu Đính là cái bản mà được in và để kỷ niệm cái 100 năm Tin Lành đến Việt Nam. Các bạn nhớ đó, đó là phần Kinh Thánh thì lấy theo bản truyền thống Hiệu Đính, bản Hiệu Đính nhé. Và trong cái khảo cứu thì họ cho chúng ta những cái gì, sẽ muốn khoe các bạn. Đó là những phần quan trọng nhất nhé. Những phần khác các bạn có thể mua Kinh Thánh về các bạn xem. Thì trong này nó có là thì trong này có là thì trong này thì trong này có những phần là kế hoạch của sự cứu rỗi này, giới thiệu về sách, giới thiệu về sự khảo cứu đầy trọn này, rồi là lời của nhà xuất bản, cách sử dụng cuốn Kinh Thánh này thôi. Nhìn đọc thì cách sử dụng cuốn sách này thì nó sẽ giới thiệu và hướng dẫn các bạn ngay bây giờ. Còn những cái phần lặt vặt nhỏ này thì các bạn mua sách thì các bạn đọc sẽ hiểu nhé. Thì phần thứ nhất mà nó muốn hướng dẫn các bạn đó là khi các bạn đọc một sách Kinh Thánh ấy, các bạn sẽ thấy được đó là sách Sáng Thế Ký chẳng hạn, nó sẽ có cái phần bố cục của sách để hiểu được bố cục của sách, đó là dòng thời gian, tiến trình lịch sử, tiến trình của các sự việc xảy ra thì đã có bố cục sẵn để chúng ta học. Đọc rất là dễ, ta đọc đến đâu coi bố cục đến đó, bạn sẽ rất là dễ hiểu. Sau đó là có giới thiệu về bối cảnh, giới thiệu về mục đích, rồi giới thiệu về sơ khảo, giới thiệu về những nét đặc trưng, giới thiệu về cách ứng nghiệm, Chúa đã làm ứng nghiệm cái lời tiên tri trong cái sách cựu ước này, trong tân ước như thế nào, rồi là cuối cùng là kế hoạch để các bạn đọc cái sách này, kế hoạch để các bạn đọc cái sách này nó dễ hiểu nhất. Thì đấy là cái phần hay nhất của cái cuốn này. Thì trong cái cuốn này nó cũng có cái phần này mà một số cuốn khác đọc tin nó cũng có rồi, nhưng mà cuốn này sẽ có chi tiết hơn đấy.
Thì đó là cái phần này, đó là phần các bạn sẽ thấy là Kinh Thánh nó có cái phần tham chiếu. Ví dụ như một câu Kinh Thánh này có chép lại trong Cựu Ước hoặc trong sách khác hay không thì sẽ được viết ngay ở đây để các bạn có thể tham chiếu, hoặc là đồng ý nghĩa, hoặc là đồng tư tưởng, hoặc là đồng chủ đề, đồng nội dung thì sẽ được tham chiếu luôn cho các bạn ở đây. Tiếp theo là bên dưới này sẽ có những cái cụm từ khó hiểu sẽ được giải thích luôn, những từ mới. Ví dụ như ban đầu Đức Chúa Trời sáng tạo thì sẽ được định nghĩa và giải thích luôn sự sáng tạo cho các bạn. Đấy, và tiếp theo ví dụ như vòm trời là trong Kinh Thánh đang chép về vòm trời nào, ý là như thế nào thì sẽ được định nghĩa luôn tương tự như vậy. Rồi sau đó là có cả thống kê ngày 1, ngày 2, ngày 3, ngày 4, ngày 5, ngày 6, ngày 7 Chúa sáng tạo rồi các thứ nào gọi tên như nào đã có hết. Đấy, ví dụ bạn bên nào sẽ review các bạn một sách trong Tân Ước nhé, nó sẽ review các bạn sách trong Tân Ước mà không chưa tìm thấy sách nào. Rồi, Luca đi, các bạn sẽ thấy sách Luca nhé. Sách Luca này cũng giống như vậy, cũng có cái phần giới thiệu về bố cục này. Đó, sau bố cục sẽ có bối cảnh này, tác giả là ai này, chủ đề là gì, chủ đề chính là gì, thời điểm viết là khi nào. Mục đích, sơ khảo, đúng chưa? Sơ khảo là tóm tắt nội dung chính ấy. Những nét đặc trưng nhất và kế hoạch của sách Luca. Kế hoạch các bạn đọc hết sách Luca dễ hiểu nhất. Đấy. Rồi sách cũng có các phần tham chiếu các câu Kinh Thánh ở trong Cựu Ước hay Tân Ước, và các câu Kinh Thánh ở những phân đoạn khác có nội dung cùng giống tương tự, tham chiếu luôn và viết luôn ở đây để các bạn hiểu. Rồi cũng giải thích các cụm từ khó hiểu, các cụm từ mới, các cụm từ định nghĩa, ví dụ như rượu, nho hay thức ăn đồ uống có men, giải thích như thế nào, có liên quan đến việc uống rượu hay không hay như thế nào, giải thích hết ở đây rõ ràng để các bạn hiểu được các cụm từ khó, các cụm từ mới. Đây là cái phần đầu tiên nói về cái sơ khảo này. Đầu tiên là có một số cuốn sách cũng đã làm cái chức vụ này rồi, chức năng này rồi, nhưng mà đầu tiên là cái chức năng này trong cuốn này nó sẽ hay hơn khi các bạn biết ở phần ở đây. Thì cuốn sách này có sẵn như thế này nhá, cuốn sách này có nhất là thứ nhất là có bảng đo đơn vị, bảng đo là đơn vị đó là cái gì, bảng đo là đơn vị đó là các bạn sẽ biết là một ta lâm là bằng bao nhiêu. Đấy, trang 2131 31. À, ta lưng là 34 cân các bạn. Một ta lưng là 34 cân. Bạn biết không? Một ta lưng 34 cân. Nhìn cơ, bạn nhìn vào bảng đơn vị đo lường này xem. Một ta lưng là 34 cân. Rồi là một xiếc lơ. Một xiếc lơ là 11 gram thôi, 11,5 gram. Đấy, các bạn sẽ biết ngay. Ví dụ một epha. Một epha là 22 lít. Một epha bột lọc là 22 lít bột lọc. Nặng lắm đấy. À, các bạn thấy không? Đấy, trong này đã có bảng đo lường rồi. Rất dễ rồi, các bạn sẽ hiểu được. Một người được ban cho một ta lưng, tức là một ta lưng các bạn cảm giác ít rồi, nhưng vẫn là 34 cân bạc. Ui, nhiều lắm, một ta lưng nhiều lắm. Ta lưng nhiều lắm, các bạn sẽ thấy bản đơn vị đo lường, chúng ta hiểu được cái sự phi thường của Kinh Thánh ấy. Rồi là sẽ có bảng chú dẫn chủ đề. Bảng chú dẫn chủ đề nhá. Bảng chú dẫn chủ đề là cái gì, chúng ta sẽ xem. Bảng chú dẫn chủ đề là cái gì nhá. Bảng chú dẫn là chủ đề là cái gì. 2133 nó lại gần cái trang lúc nãy mình lại không. 2133 nhá, 2133 đây rồi, bảng dẫn chủ đề đây rồi. Đây, bảng dẫn chủ đề, các bạn sẽ nhìn thấy bảng dẫn chủ đề này. Ở đây sẽ cho các bạn các chủ đề, ví dụ như chủ đề về A3 là trang thì sẽ là phân đoạn Kinh Thánh nào, chủ đề về Adam Eva có những phân đoạn Kinh Thánh nào, chủ đề về xuất Ai Cập, chủ đề về Ai Cập sẽ có những phân đoạn Kinh Thánh nào, chủ đề về sự an ninh của các tín đồ sẽ có những phân đoạn Kinh Thánh nào, chủ đề về ân tứ đấy, chủ đề về Đức Trời Ba Ngôi, chủ đề về Thần Ba Anh, chủ đề về Babylon. Ồ, các bạn sẽ có chủ đề ở đây đấy. Nghiên cứu chủ đề rất dễ đúng không? Ví dụ các bạn giảng các phân đoạn Kinh Thánh hay chia sẻ về lời Chúa nó liên quan đến các chủ đề đó, các bạn có thể tra luôn ở các bảng chủ đề này. Rồi sau các bảng chủ đề này sẽ có bảng gì, là bảng ký hiệu để tìm chủ đề. Ở đây thì bảng ký hiệu tìm chủ đề này nó sẽ chia sẻ với các bạn, bảng ký hiệu tìm chủ đề này nó là những cái chủ đề gọi là đặc trưng, đặc điểm quan trọng, những đặc điểm quan trọng, thì cái bảng chủ đề này sẽ chia sẻ với các bạn nhé. Đâu là cái bảng chủ đề ở trang nào ấy nhỉ, chủ đề nhá, thì các bạn sẽ nhìn thấy này, bảng chủ đề này ví dụ con bồ câu này, cái hình con bồ câu nhé, sẽ chia các bạn biết được là chủ đề nó là bát tem đại diện cho chủ đề được cái thanh linh. Tiếp theo là chủ đề về các ân tứ thanh linh thì là hình ngọn lửa này, chủ đề về bông trái thánh linh thì là cái
chùm nho kiểu như dạng như vậy. Đây tức là các chủ đề đã được ký hiệu ở đây. Đấy. Ví dụ như các bạn đọc một phân đoạn kinh thánh, đọc một đoạn kinh thánh nhé, các bạn sẽ nhìn thấy ví dụ đọc một đoạn kinh thánh mà bên cạnh nó có cuốn sách như thế này này. Các bạn thấy như đây là một cái ký hiệu của chủ đề, các bạn nhìn này, đây là một ký hiệu của chủ đề, các bạn nhìn thấy chưa? Đây là một ký hiệu chủ đề. Tương tự các phân đoạn khác thế. Ví dụ chỗ nào có hình ngọn núi này, đấy cũng là một cái chủ đề, mà ngọn núi là chủ đề gì không biết. Thì mình sẽ dở ra trong cái đây các bạn biết ngọn núi là chủ đề gì. Đấy, còn tức là khi các bạn đọc trong kinh thánh, các bạn nhìn thấy cái hình, các bạn sẽ nhớ được đó là phân đoạn kinh thánh lại đang nói về chủ đề gì, đúng không? Rất là dễ như vậy. Thì cái trang để đây ngọn núi là chủ đề đức tin rời núi. Đấy, rất là tuyệt vời nhá. Đây mình sẽ dở cái bảng ký hiệu tìm chủ đề này nhá. Ký hiệu tìm chủ đề là 2151. Đây rồi, các bạn nhìn này. Đây ví dụ như các bạn muốn tìm một cái chủ đề về bông trái thanh minh chẳng hạn, các bạn sẽ nhìn thấy luôn ở đây này, các bạn sẽ nhìn thấy luôn này. Đấy, ví dụ đây là họ đã để cho ta cái bông trái thanh minh là chùm nho này, các bạn nhìn thấy chưa? Muốn tìm chủ đề bông trái thanh minh, các bạn sẽ nhìn thấy những phân đoạn kinh thánh này thôi, họ đã trích dẫn sẵn ở đây rồi. Đấy, các ân tứ thanh minh ấy, các phân đoạn kinh thánh này, nhắc về ân tứ thanh minh có sẵn ở đây rồi. Tương tự như vậy, đây có rất nhiều chủ đề khác: sự cứu rỗi, sự tái nâm, sự chiến thắng, rồi là sự chữa lành, sự đức tin rời núi này, việc làm chứng này, cuốn sách là nói về đức tin làm chứng, rồi là bước chân ra truyền tin lành, sự chiến thắng bản tính thế gian, sự ca ngợi Chúa, tất cả đấy, những người nào mà muốn tra về những chủ đề quan trọng, những cái chủ đề thường gặp, những chủ đề mà hay phải dùng đến trong các chương trình hội thánh thì sẽ có sẵn ở đây những phân đoạn kinh thánh các bạn cần phải dùng, rồi là cách mà các bạn sẽ đọc kinh thánh trong một năm có sẵn và tích hợp ở đây, bạn không phải mua cái tờ giấy kinh đọc kinh thánh nữa, đã có sẵn ở đây rồi. Và sau đó là sẽ có một cuốn phụ dẫn, một cuốn phụ dẫn cũng được tích hợp ở đây. Cuốn phụ dẫn này giống như là một cuốn từ điển, một cuốn từ điển của kinh thánh, thì nó có các từ khó và các từ đặc biệt, các từ mà các bạn sẽ tra trong cuốn Việt Bible đấy. Đó, các bạn sẽ thấy là cuốn Việt Bible cài trên máy tính ấy, các bạn sẽ thấy cái cuốn này nó tích hợp cái phụ dẫn là chính là cái từ điển của Việt Bible ở đây. Nhưng mà có thể là cái Việt Bible nó sẽ đầy đủ hơn cái cuốn này, nhưng mà thì các bạn sẽ có thể tham chiếu được ngay tất cả những câu kinh thánh, định nghĩa, giải thích nó là cái gì. Ví dụ như vậy, ví dụ như giờ này là anh dũng, xem dũng cảm, dũng cảm là gì, cờ phân đoạn bao nhiêu, hay là anh em họ, xem chị em hay huynh đệ, thì xem các câu kinh thánh nó liệt kê rất là chi tiết. Đây là một cái liệt kê một cái kiểu khác so với là cái từ điển của Việt Bible, nó cái phần phụ dẫn này nó hơi khác một chút. Thì cái cuốn này nó tích hợp rất là nhiều cái ưu điểm của nó vào đây, tức là giống như là tích hợp một số các cuốn sách khảo cứu khác vào trong một cuốn kinh thánh, tức là có nhiều cuốn khảo cứu tích hợp vào một cuốn kinh thánh này để tạo cho cuốn kinh thánh này một sự phi thường. Đấy là các phần quan trọng. Và phần cuối nữa là có những cái bản đồ rất là đẹp, các bạn sẽ nhìn thấy bản đồ rất là đẹp, chi tiết rõ ràng, cách đọc bản đồ, ký hiệu bản đồ, định nghĩa về các từ khó trong bản đồ, giải thích bản đồ, rồi tất cả đều có hết. Các bạn sẽ thấy được cái hay nhất là nó có bản đồ của đền thờ của Salomon, bản đồ mà đền thờ được tái dựng lại vào lúc Chúa Giêsu đến. Đấy, các bạn thấy không, rất nhiều, rồi là bản đồ chi tiết các sứ đồ Chúa đi rất rõ ràng. Chung quy là cuốn sách này tích hợp rất nhiều thứ đấy. Thì tôi muốn chia sẻ với các bạn là các bạn hãy cố gắng mua nó đấy và nghiên cứu nó, vì đây là sự nghiên cứu của các giáo sư khác thì trước họ viết lại rồi, thì để chúng ta dễ hiểu nhất. Và nó sẽ thay thế, nó sẽ thay thế rất nhiều các cuốn khảo cứu khác, các bạn không phải mua nữa, mà các bạn mua cuốn này các bạn sẽ tìm khảo cứu dễ dàng hơn. Thì đối với những người học cao thì có thể cuốn này là cuốn thêm thắt mà thôi, nhưng đối với những người là mới và những người còn là tu sĩ tập tành như Lộc thì đây là một cuốn cực kỳ hữu hiệu, và đặc biệt là hữu hiệu nhất cho các tín đồ và những người mới tin Chúa, thậm chí là người chưa biết đến Chúa. Đọc cái cuốn này thì rất là tuyệt vời, perfect, hoàn hảo, không có gì đầy đủ vào cuốn này đâu, không có gì đầy đủ vào cuốn này. Nhưng mà
Phần cuối cùng thì Lộc muốn chia sẻ một chút, đó là cái nhược điểm của cuốn này, đó là nó hơi bị mắc tiền, hơi bị mắc tiền. Lộc sợ rằng một người mới tin Chúa hay là một người không tin Chúa rất khó để mua được cuốn này, nhưng so với người mới tin Chúa thì 800.000 để mua cuốn này là hơi đắt. Thì cái nữa đó là cuốn này nó quá dày và quá nặng để chúng ta có thể di chuyển đấy. Nhưng không sao, nếu các bạn đã soạn giảng hay là làm gì đó thì các bạn có thể chép ra một tờ giấy hay như thế nào đó rồi, không cần phải mang cả một cuốn này dày đi. Thì đó là cái mà mình muốn chia sẻ về cuốn hình thánh này, và là ước mong rằng sau này nó sẽ có cái online của cuốn này. Online cuốn này thì các bạn sẽ có thể vừa dùng nó và online thì sẽ là tốt hơn, và chắc chắn là nó thay thế được rất nhiều những cuốn sách vặt vụn mà các bạn không cần phải mua nữa, bởi vì nó tích hợp sẵn ở đây. Thì muốn chia sẻ một review với các bạn để các bạn mua cuốn sách này nhé. Những tu sĩ của Chúa, những người tin Chúa, những con cái của Đức Chúa Trời, mua cuốn này để chia sẻ cho mọi người, để biết rằng là đạo tin lành không như đạo công giáo luôn luôn cố gắng chia sẻ và giúp đỡ mọi người. Tất cả mọi người đều học được kinh thánh, không chỉ riêng gì tu sĩ. Thì đó là cái mà Lộc muốn chia sẻ trong video này. Và xin chào và hẹn gặp lại trong cái video tiếp theo. Xin cảm ơn các bạn đã luôn luôn xem những video của Lộc nhé. Xin chào và hẹn gặp lại. Bye, chúc phúc các bạn nha.